Đội 18 thì các con nguyện cho hồn nơi dương cúi đầu kính lễ linh cụ. Thân ái chào quý khách, chào quý gia đình có mặt trong lễ tang ngày hôm nay. Xin kính chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ một cái nghi thức tang lễ của tang lễ bà Nguyễn Thị Mai. Đây là cái quá trình anh em đội mai táng thị trấn Dòng Ghiền xá tổ và cung tổ trước giờ di quan linh cữu, và sau đó là thực hiện chương trình đến 8 giờ là lễ động quan. Mời các bạn cùng xem để hiểu thêm về phong tục tang lễ ở miền Tây. Kính thưa các cấp chính quyền, bà con đại diện gia đình để nói lên mâm cúng tổ. Mình nói rồi mâm cúng tổ đi rồi chút về cắm tạm nữa sao? Alo. Dạ tôi thì xin đọc cái giấy quy định phục vụ đội mai táng thị trấn Dòng Ghiền. Thì tiền tổ bây giờ đến phần kim tướng cán quan múa lửa cán quan nha các bạn. Em hãy cầm cặp thằng đúc này vào trong khắc quan cái tượng chân giả thế nào.